Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của eShip.vn. Đây là một số kênh thông tin của chúng tôi. Trong video này, eShip.vn sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Citizen của Nhật Bản. Đây chắc hẳn đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới. Và ngay trước mắt các bạn, đây chính là chiếc bóc chính đến từ thương hiệu này. Một chiếc bóc rất là nhỏ gọn. Bên ngoài chiếc bóc chính chúng ta sẽ có một cái lớp bìa giấy được thiết kế khá là giống với bóc chính bên trong như các bạn có thể thấy. Đây, tạm thời mình để qua một bên nha. Trên nắp chiếc bóc chính thì chúng ta sẽ có một cái lớp trần bông rất là êm, cùng với đó là tên thương hiệu nằm ở trung tâm, cực kỳ sắc nét. Và bên trong chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì trước hết mình muốn giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết thì có thể nắm bắt được. Nói về Citizen thì trong quá khứ, khi mà xu hướng chủ đạo của đồng hồ di động là đồng hồ bỏ túi nhập khẩu, thì đồng hồ bỏ túi tại Nhật Bản được phát triển và sản xuất vào năm 1924 bởi người tiền nhiệm của Citizen là Viện Nghiên cứu Đồng hồ Shokosha. Chiếc đồng hồ đầu tiên của thương hiệu được đặt tên là Citizen bởi bá tước Shinbei Goto. Ông là thị trưởng Tokyo vào thời điểm đó, với hy vọng rằng là nó sẽ được người dân yêu thích trong một thời gian dài. Sau đó, tên của chiếc đồng hồ này đã được đổi thành tên công ty, và đến năm 1930, Citizen Watch Corporation đã được thành lập. Kể từ khi thành lập đến nay, thì dựa trên khẩu hiệu là bắt đầu tốt hơn ngay bây giờ, Citizen đã luôn nghiên cứu và phát triển các khả năng của đồng hồ, chẳng hạn như là công nghệ quang điện đầu tiên trên thế giới có tên là EcoRide, độc quyền của thương hiệu, và đồng hồ sóng vô tuyến vệ tinh tiên tiến. Citizen đã kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2018 để tiếp tục mở ra một cái tương lai rực rỡ của ngành chế tác đồng hồ. Và đó là vài cái thông tin tổng quan về thương hiệu này nhé. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta. Bên trong hộp chúng ta sẽ có mẫu đồng hồ nè, một chiếc gối khá là êm, và phía dưới sẽ là sách hướng dẫn đến từ Citizen. Đó là tất cả những phụ kiện chúng ta sẽ có trong hộp các bạn nhé. Và đây, nhân vật chính của chúng ta vẫn còn mới hoàn hảo 100%. Nguyên siêu nha các bạn, siêu mặt nè, siêu dây, siêu đáy, cũng như là phần siêu khóa nữa. Tất cả các chi tiết đều còn hoàn hảo mới 100%. Trước hết thì mình xin phép mình tháo lớp siêu mặt ra nhé, cho các bạn có được cái trải nghiệm tầm nhìn tuyệt vời nhất trên sản phẩm này. Và đây chính là stack của sản phẩm. Mẫu sản phẩm đang trên tay mình sẽ có tên đầy đủ là Citizen Workman Watch với mã là IN3614-54L, sử dụng cỗ máy pin có tên là Calibre 0510 đến từ Citizen. Mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại eShip.vn nha. Phía sau tag thì chúng ta sẽ có tên thương hiệu Citizen, rất là đơn giản, chi tiết vô cùng gọn gàng. Và bây giờ mình đi đến nhân vật chính của chúng ta. Đường kính cho mẫu sản phẩm này sẽ là 40mm, thích hợp với các bạn nam có cổ tay khoảng tầm 16cm, lên tay sẽ cực kỳ tuyệt vời. Độ dày cho mẫu này sẽ là 10mm, một độ dày rất là trung bình dành cho nam, cực kỳ dễ lên tay. Về phần mặt kính thì chúng ta sẽ được sử dụng mặt kính khoáng, và đây là kính dạng vòm các bạn nha, nó sẽ hơi cong một chút xíu, tạo nên cái độ nổi khổ trên phần mặt số rất là bắt mắt. Nói về kính khoáng này, nó có khả năng chống va đập tốt nè, hạn chế được trầy xước và dễ dàng đánh bóng lại khi trầy nhẹ. Ở đây là mình chỉ nói những vết trầy nhẹ như là xước chỉ kim hoặc là xước lông mèo mà thôi, chúng ta không nên lạm dụng cái việc đánh bóng đó cho những vết trầy sâu và nó nặng hơn. Và bản chất của việc đánh bóng là bào mòn đi cái phần kính đã bị trầy, nếu mà chúng ta lạm dụng nó cho những vết trầy sâu và nặng thì nó sẽ tạo nên những cái vết lõm ở trên phần mặt kính rất là mất thẩm mỹ, cho nên các bạn lưu ý kỹ vấn đề này nhé. Về phần mặt số bên trong, chúng ta sẽ có một cái tông màu xanh lam sậm, nó mang lại cái nét trẻ trung và nam tính hơn rất là nhiều cho mẫu sản phẩm này. Cùng với đó là thiết kế nó khá là cổ điển với những cọc số đơn, bộ kim chức năng chúng ta vẫn được trang bị, chính là kim giờ phút phút được mạ BPD màu vàng gold cực kỳ sang trọng. Ngoài ra, các bạn có thể thấy ngay cái nét thể thao cũng như là trẻ trung được thể hiện ngay trên sản phẩm này, đó là chức năng Chronograph với những chiếc kim màu trắng rất là nổi bật trên phần mặt số này. Chúng ta sẽ có 3 sub-dial và 1 sub-dial dành cho chiếc kim dây nằm ở phía dưới 6 giờ. Thì thường thì các bạn thấy Việt Nam chúng ta thường gọi thiết kế này là kim dây rốn đó các bạn, một thiết kế rất là nổi tiếng. Phía trên góc 12 giờ chúng ta sẽ có sub-dial 60 giây như các bạn có thể thấy. Và chúng ta sau cùng là chúng ta sẽ có một sub-dial này 60 phút các bạn nha. Và sau cùng là đây là sub-dial 12 tiếng. Đó là tất cả là những chức năng Chronograph dành cho sự kiện thể thao mà các bạn muốn đo. Còn chiếc kim lớn này chính là chiếc kim Chronograph 60 giây của chúng ta. Có rất là nhiều bạn lầm tưởng là chiếc kim lớn này sẽ là chiếc kim dây, không phải nha các bạn. Chiếc kim dây của chúng ta là chiếc kim đang hoạt động trong cái sub-dial dưới góc 6 giờ này đây. Rồi, để sử dụng chức năng Chronograph trên sản phẩm này thì chúng ta sẽ có hai nút chỉnh. Đầu tiên là nút Start Top và nút A nằm ở phía trên này. Khi các bạn nhấn như thế này, nhấn một lần, chiếc kim trắng sẽ bắt đầu nhảy nè các bạn. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu tính giây cho sự kiện xảy ra. Và khi các bạn nhấn lần tiếp theo thì nó sẽ dừng lại và các bạn đọc thời gian như thế này, như ví dụ như đây là 5 giây. Rồi, khi các bạn muốn trả vị trí kim về ban đầu thì chúng ta sẽ dùng nút Reset, tức nút B nằm ở phía dưới núm vặn. Đây các bạn xem, nó sẽ trả về
vị trí ban đầu, tức là góc 12 giờ như các bạn có thể thấy. Nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng có một cái lưu ý dành cho các bạn nào thường xuyên sử dụng chức năng này thì nó sẽ rất là tiêu tốn pin các bạn nha. Để các bạn lưu ý kỹ nếu thật sự cần thiết thì các bạn sử dụng, còn nếu không thì chúng ta hạn chế tối đa cái việc sử dụng chức năng TrueWrap vì nó sẽ cực kỳ hao tốn pin. Rồi tiếp tục nói về tên thương hiệu Citizen, chúng ta sẽ đặt ở góc 3 giờ nè, để phải nhiều chỗ cho Stadio ở góc 12 giờ rồi. Ô cửa sổ lịch ngày vẫn sẽ đặt ở góc 3 giờ truyền thống với nền màu trắng và chữ số màu đen tương đối là dễ đọc. Cổ máy quạt sử dụng pin các bạn nha, và sau cùng là khả năng kháng nước water resistance 50, tức là 50m, đủ để các bạn có thể yên tâm đi mưa nhỏ hoặc là rửa tay. Tuy nhiên trong trường hợp bị tiếp xúc với nước, các bạn lưu ý kỹ giúp mình là có hai cái trường hợp thường xuyên xảy ra nhất mà dẫn đến việc đồng hồ bị vào nước, chủ yếu là do thói quen sử dụng hàng ngày. Đầu tiên là khi mà đồng hồ chúng ta đã tiếp xúc với nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì các bạn lưu ý kỹ, khi đó chúng ta sẽ không thao tác bất kỳ điều gì trên nút chỉnh hoặc là nút vặn chính nha. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là khi các bạn rửa tay, tuyệt đối không rửa tay dưới vòi nước trực tiếp và để nó xối thẳng vào trong cái phần nút chỉnh hoặc là nút vặn này, rất là nguy hiểm vì áp suất nước đang chảy rất là lớn, lớn hơn miếng ron cao su chịu được bên trong, cho nên áp suất đó nó sẽ đẩy nước về thẳng vào máy của chúng ta gây hư hỏng. Chi phí bảo dưỡng bảo trì cho trường hợp vào nước thì rất là cao, nên bạn lưu ý để thứ nhất là chúng ta đảm bảo được cái độ tin cậy và sự bền bỉ cho cổ máy bên trong. Thứ hai là chúng ta tiết kiệm chi phí chính bản thân mình, cái điều đó mới là quan trọng nhất nha. Rồi, đó là về phần thiết kế như là những thông tin chúng ta có bên trên mặt số. Chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo, đó chính là vật liệu hoàn thiện. Ở đây toàn bộ phần khung vỏ nè, mặt benzen cũng như là phần dây đeo chúng ta đều sẽ được hoàn thiện từ thép không gỉ 316L, một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển, mà là các chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Bên cạnh đó thì thép 316L nó cũng chống lại được một số cái đặc tính tự tính. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn thấy đây là một mẫu sử dụng pin cho nên chúng ta cũng không quá quan trọng tới cái vấn đề từ tính này. Nó sẽ cực kỳ quan trọng trên các mẫu đồng hồ cơ khí các bạn nha. Đây chức năng từ tính đó là dành cho đồng hồ cơ khí chúng ta sẽ quan tâm rất là nhiều. Rồi về chi tiết trang trí trên đây thì chúng ta sẽ có một cái lớp mạ PVD màu vàng gold, nó tạo nên cái tông đề mi rất là bắt mắt. Đây là một trong những cái phong cách mạ rất là được nhiều cánh đàn ông yêu thích các bạn nha. Nó tạo nên cái sự sang trọng trên cổ tay của nam giới rất là nhiều. Mà có một cái điểm nhấn mà mình thấy ở đây khá là thú vị, đó là nếu các bạn để ý kỹ, chúng ta sẽ được thiết kế dây đeo với dạng 6 chỉ, thậm chí là 7 chỉ luôn các bạn. Đây, và hai chỉ màu vàng sẽ được đánh phay xước, có nghĩa là cái lớp mạ PVD này chúng ta sẽ có chế tác đánh phay xước. Một chỉ giữa tông màu bạc cũng sẽ được chế tác đánh phay xước. Các chỉ còn lại sẽ là chế tác đánh bóng. Nó tạo một cái điểm nhấn khá là thú vị, cực kỳ cuốn hút trên cổ tay của nam giới đối với mẫu đồng hồ thể thao này. Về phần khóa, chúng ta sẽ được sử dụng khóa bấm. Đây các bạn, đây nút bấm rất là tiện lợi, khóa gập các bạn. Đây, tất cả đều còn nguyên siêu mới 100%, rất là nhẹ nhàng. Thiết kế mặt đáy thì chúng ta vẫn sẽ có một thiết kế đáy kín rất là quen thuộc ở các mẫu sử dụng pin, cùng với đó là những cái thông tin như mình vừa chia sẻ nè. Tên công ty Citizen Watt Corporation, khả năng kháng nước là 53, và mã máy nè Japan Movement, tức là cổ máy đến từ Nhật Bản các bạn nha, stainless steel, vật liệu thép không gỉ, và sau cùng đó chính là phần số series đây các bạn. Cái dãy số ngay trung tâm nè, chúng ta sẽ có chính là số series. Số series này giống như mã định danh cho mỗi chiếc đồng hồ Citizen, sẽ không mẫu nào giống mẫu nào. Chế tác đánh bóng cũng sẽ được sử dụng rất là nhiều trên phần thân vỏ, hầu như là toàn bộ phần thân vỏ chúng ta đều sẽ là chế tác đánh bóng, tạo nên cái nét sang trọng, bóng bẩy cũng như là các hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp mắt khi chúng ta di chuyển cổ tay ở tất cả các góc nhìn, và nó thu hút được rất là nhiều ánh nhìn xung quanh. Một chiếc đồng hồ thể thao khá là thú vị dành cho nam giới các bạn nhé. Và đó cũng là những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là những chia sẻ của exit.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Citizen nói chung, cũng như là mẫu Citizen dành cho nam ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại exit.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến exit.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại exit.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.